Trong dịp Tết Nguyên Đán thì các món ăn quen thuộc như là bánh chưng, bánh tét, thịt kho trứng các thứ thì rất là nổi rồi. Nhưng mà năm nay còn một món nổi hơn nữa, chính là món cơm chó đó các bạn thường xuyên lên mạng xã hội. Đặc biệt nữa là năm nay 14 tháng 2 lại nhằm ngay trúng vào mùng 3 Tết thì nỗi đau có thể là double luôn. Do vậy, đừng chỉ than vãn. Hôm nay mình ngồi đây để chia sẻ đến các bạn những cái ứng dụng giúp các bạn thoát ế sớm nhất ngay trong dịp Tết này. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là Tinder, ứng dụng vô cùng nổi tiếng và quen thuộc. Mình nghĩ phần lớn chúng ta đều biết về ứng dụng này rồi. Thế mạnh của Tinder nằm ở lượng người dùng đông đảo và là ứng dụng hẹn hò nổi tiếng nhất hiện tại. Việc ghép đôi được thực hiện dựa trên khoảng cách đề xuất và độ tuổi giới tính có thể giúp các bạn dễ dàng tìm được đối tượng hợp gu của mình. Có hai phương tiện quan trọng của Tinder chính là những bức ảnh bạn đăng tải và dòng mô tả về bản thân. Đó là cách để bạn gây ấn tượng với đối phương và cũng là cái phần quan trọng nhất giúp các bạn có thể dễ dàng match được nhiều người. Nhớ chăm chút cẩn thận cho hai phần này nhé. Thứ hai là một tính năng đến từ ông lớn mạng xã hội Facebook, Facebook Dating. Tính năng này thì xuất hiện trên Facebook cách đây khoảng 1 năm và sau 1 năm thì mình thấy cũng khá nhiều bạn bè của mình bắt đầu sử dụng ứng dụng này. Dù là so với khoảng thời gian đầu ra mắt thì bây giờ người ta không nhắc về dating nhiều nữa, nhưng mà đây cũng là một cái phương tiện rất là tốt giúp bạn có thể kết bạn mới và tìm được đối tượng hợp gu của mình. Giống như Tinder thì Facebook Dating cũng sử dụng ảnh và khoảng cách địa lý hay là giới tính, độ tuổi để lọc ra nhờ chọn những đối tượng phù hợp mà bạn yêu cầu. Ngoài ra thì Facebook còn có một tính năng rất là thú vị, đó chính là Secret Crush, để giúp các bạn add được chính người bạn mình, kiểu như bạn thương thầm vào mà không dám nói ra. Biết đâu một ngày nào đó crush sẽ hồi đáp lại bạn. Nhưng mà chuyện này thì khả năng xảy ra gần như bằng không. Ngoài ra, lượng người dùng đông đảo cũng là thế mạnh rất là lớn của Facebook Dating khi mà tất cả chúng ta đều có Facebook mà. Nhưng mà cũng có một vài điểm quan trọng các bạn cần lưu ý khi mà sử dụng Facebook Dating. Đầu tiên là các bạn không được set relationship với bất cứ ai, tức là trạng thái của bạn đang phải là độc thân thì mới sử dụng được tính năng này. Thứ hai nữa thì vì cái ứng dụng này nó liên kết khá là chặt chẽ với Facebook, nên là những bạn nào cần một cái gì đó riêng tư, sử dụng ứng dụng riêng biệt, không bị lộ quá nhiều thông tin cá nhân thì mình nghĩ Facebook Dating nó sẽ không đạt được độ hiệu quả cao giống như Tinder hay những ứng dụng khác. Ứng dụng thứ ba mình cần chia sẻ đến các bạn là ứng dụng rất là phổ biến nhưng mình nghĩ các bạn không nhớ tới nó nhiều, đó chính là Aza. Nếu các bạn thường xuyên xem stream của team FPTC, đặc biệt là của Clear, thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào mà không biết tới ứng dụng này. Ông Hoàng Aza Clear rồi. Thay vì cách tiếp cận thông qua hình ảnh hay là mô tả bản thân giống như là Tinder hay là Facebook Dating, thì Aza chọn một cách tiếp cận nó trực quan hơn nhiều, đó chính là gọi video call. Các bạn sẽ trực tiếp được video call với những người bạn trên khắp thế giới hay những người mà bạn yêu cầu về độ tuổi, giới tính hay khu vực khác nhau. Nhờ vậy mà các bạn có thể dễ dàng kết bạn và biết đâu tìm được người hợp gu và phát triển mối quan hệ đó lên thành tình yêu chẳng hạn. Và vì Aza chọn cách tiếp cận rất là trực quan là video call trực tiếp ngay lần đầu gặp mặt luôn, nên là thường thì chúng ta sẽ bỏ qua được những cái mối lo về chuyện lừa tình trên mạng này, hay là ảnh chỉnh sửa quá nhiều, hay là cú cỡ gai các thứ. Nhưng mà yêu cầu khi sử dụng Aza thì nó sẽ cao hơn một chút khi mà sử dụng Facebook Dating hay là Tinder. Đó là các bạn nên có khiếu ăn nói tốt một chút thì khi sử dụng ứng dụng này các bạn sẽ tự tin và dễ dàng giao tiếp kết bạn với mọi người hơn. Và cuối cùng, ngoài Facebook Dating, Tinder hay là Aza thì có những ứng dụng khác tưởng chừng không liên quan nhưng có thể giúp hỗ trợ các bạn tìm được gấu trong mùa đầu năm này. Đừng bao giờ suốt ngày than thở là mình ế, trong khi Tết Nguyên Đán thì các bạn suốt ngày nằm ở nhà và nằm uống nước ngọt chơi điện tử. Như vậy thì không thể nào giúp các bạn thoát ế được. Hãy cố gắng chăm chút phát triển bản thân hơn này, chăm chút vào vẻ ngoài, luyện tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ và tích cực ra ngoài kết bạn thì khi đó các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để thoát ế. Hay là khi sử dụng Facebook chẳng hạn thì các bạn nên tích cực tham gia các hội nhóm này, comment dạo trên các bay cộng đồng này, biết đâu thì các bạn sẽ tìm được người ở chung mối quan tâm và phát triển mối quan hệ đó lên. Hay là có những ứng dụng khác như là TikTok chẳng hạn. Dạo gần đây mình thấy rất là nhiều trai xinh gái đẹp trên TikTok lên đó comment dạo, biết đâu cũng tìm được ý trung nhân của đời mình. Đó là những gì mình cần chia sẻ đến các bạn trong video ngày hôm nay, một video đầu năm vui vẻ. Chúc các bạn một năm an lành, nhiều sức khỏe và tìm được gấu thông qua những cách mình chia sẻ đến các bạn trong video ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong năm 2021.